Theo thông tin từ Hiệp hội Cao su Việt Nam, giá cao su giảm do thị trường thế giới biến động và sức tiêu thụ tại Trung Quốc còn chậm. Giá cao su trên thị trường thế giới có chiều hướng tiếp tục đi xuống trong tháng 9 do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại. Chưa kể, giá cao su thường có sự tương quan nghịch với sức mạnh đồng đô la Mỹ. Diễn biến đi lên của đồng đô la Mỹ trong thời gian qua cũng dự báo giá cao su vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Dự báo, lợi nhuận cuối năm của ngành cao su sẽ kém khả quan.